Nhân sinh là kiếp vô thường, vô thường là cảnh đoạn trường xưa nay. Cuộc sống hào nhoáng và chợt tắt như giấc chiêm bao. Có người cứ thích đắm chìm mãi vào sầu muộn, buồn thương, nhưng cũng có người vội tỉnh mà thấy xa xót cho những huyễn mộng của kiếp người. Có một doanh nhân nổi tiếng có thói quen vô cùng kỳ lạ. Cứ cách một thời gian, ông lại dẫn theo vợ con đến lò hỏa táng, đứng ngắm nhìn. Có người không hiểu, hỏi ông nguyên do. Ông cho rằng chỉ cần đến nơi hỏa táng, cái tâm nóng nảy sẽ rất mau chóng an tĩnh lại. Thấy danh lợi tiền tài thật nhẹ nhàng như khói mây qua trước mắt mà thôi. Ở nơi hỏa táng này, không kể bạn là quan to, quý tộc, quyền cao chức trọng, uy danh hiển hách hay là một người dân bình thường, nghèo rớt mồng tơi, không ai biết đến, cuối cùng đều sẽ phải đến đây. Chung một tư thế nằm xuống bất động, sau đó bị đưa vào bên trong lò hỏa táng đang bốc cháy ngùn ngục. Cuộc hành trình của những nắm tro cũng bắt đầu từ lúc cất tiếng khóc khi chúng ta chào đời. Đến cuộc sống này, chúng ta chẳng mang theo thứ gì, khi đi chỉ như một làn khói. Ngẫm lại đời người thật sự đơn giản, vinh hoa, phú quý, rồi cũng thoáng qua theo ngày tháng. Ân ái tình thù, rồi cũng trở về với cát bụi. Những nắm tro tàn nhẹ nhàng thoảng bay trong làn gió, và sẽ thấy rằng một đời người biết có được bao nhiêu, một kiếp một đời chung quy cũng chỉ là một chút cát bụi ấy mà thôi. Tâm ý người ta thật dễ nguội lạnh như tro. Qua thời tuổi trẻ bồng bột, người ta về sau căn bản là sống tạm qua ngày, đối với thói đời thường là bất mãn, và những truy cầu cả một đời mình hóa ra chỉ là mò trăng đáy nước, hái hoa trong gương. Người ta sống trên đời chỉ là tao nhân nương nhờ quán trọ, nên sống sao cho lương thiện, dành cho nhau tình thương mến chính là cách đối xử tinh tế nhất. Đừng toan tính quá nhiều, bởi vì cuối cùng ai rồi cũng sẽ về với cát bụi phù du. Và đến với chủ đề cuộc hành trình của nắm tro, Mạnh Khang và Hồng Trang xin được gửi đến quý vị đoạn trích Chỉ là một nắm tro của sư cô Thích Nữ Hành Chiếu. Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe. Bỗng dưng tôi cảm nhận sâu sắc về một đời người, chung cuộc của chiếc thân tứ đại. Ai cũng như ai, cũng chỉ là nắm tro. Đã là nắm tro thì không có nắm tro nào sang hơn nắm tro nào, không có nắm tro nào vinh quang hơn nắm tro nào, không có nắm tro nào ti tiện hơn nắm tro nào. Tự nhiên bao nhiêu muộn phiền toan tính trong lòng trớt xuống. Bởi vì mình đã là nắm tro thì không có lý do gì đi phiền não các nắm tro khác. Chúng ta ít nhiều đã đánh mất cả một quãng đời của mình trong phiền lụy khổ đau. Cuối cùng tứ đại này không mang theo được, vì nó chỉ là nắm tro, chỉ mang theo nghiệp mà thôi. Sao ta không tự hỏi vì cái gì mà ta tạo nghiệp, vì ai mà ta tạo nghiệp, vì nắm tro mà tạo nghiệp, có vô lý không? Phải chi vì vàng vì ngọc mình tạo nghiệp cũng được đi, nhưng vì nắm tro mà tạo nghiệp thì oan uổng quá. Tạo nghiệp để mưu cầu hạnh phúc, không ngờ lại chuốc quả khổ đau. Bởi vì ranh giới giữa hạnh phúc và khổ đau nằm ở chỗ nào, chúng ta không biết được. Cảm ơn Mạnh Khang đã chia sẻ một đoạn trích rất là hay. Thưa quý vị thính giả, qua đoạn trích trong bài viết Chỉ là một nắm tro thì chúng ta cũng phần nào thấy được sự vô thường của cuộc sống và của thân thể này. Trạng thái tiếc nuối về những chuyện đã qua, cô độc trong các mối quan hệ của mình. Và con người sinh ra là để trải nghiệm vị đắng, sinh ra là để nhìn thấu sự biến ảo của kiếp người. Trong cuộc sống có những người, có những việc phút trước phút sau đã biến thành vô thường. Vô thường là trạng thái thường tình trong kiếp người. Sức lôi cuốn của cuộc sống nằm ở việc bạn sẽ vĩnh viễn không biết rằng một phút sau điều gì sẽ xảy ra. Nhưng bạn cần tin rằng mọi việc sẽ không trở nên tồi tệ mãi hay tốt lên mãi. Chính vì vô thường nên cuộc sống mới ẩn chứa đầy sắc màu huyền bí. Khi đang sống ở trong hiện tại này, cho dù chúng ta thành công vinh quang hay chỉ là một người bình thường, thì kết quả cuối cùng ra đi với hai bàn tay trắng. Vì sự thành công ấy phải gắn liền với chủ nhân, mà chủ nhân sẽ không còn nữa để nhận sự vinh quang. Nhưng chủ nhân cũng theo vô thường mà trở thành nắm tro tàn, trở về với đất mẹ hiền hòa. Chúng ta buông xuống hết những buồn phiền, giận hờn, thương ghét,
để sống đúng trở lại bản vị của mình. Một nắm tro là sự thật mà dù muốn dù không ta vẫn phải đối mặt. Sinh lão, bệnh tử là vòng tuần hoàn mà không ai thoát khỏi khi chúng ta sống trên cõi đời này. Khi đối diện với chuyện sinh tử thì ta còn lại điều gì? Đó là một nắm tro, không biết nó sẽ tan biến, sẽ trôi đi đâu. Con người chúng ta là những mỏng manh trong cuộc đời này. Sự vô thường đến và đi rất ngắn ngủi, cho nên chúng ta không thể níu kéo. Hạnh phúc khổ đau của con người chẳng có ranh giới. Đừng mong muốn, đừng lôi kéo, đừng gò ép để khiến ta chán chường. Bởi vậy, khi ta làm những điều gì thì nên hãy trân trọng những gì mà mình đang có. Qua lớp áo phong sương của thời gian thì dù chúng ta có đẹp đẽ bao nhiêu thì cũng chỉ là một tàn tro mà thôi. Đau đớn hay buông xuôi, hay sống trọn cho cuộc sống này, hãy ý thức cuộc sống của mình chỉ còn là nắm tro tàn, để không hơn thua với nhau và đừng làm oan trái cho nhau. Nên khi có mặt hiện hữu trong cuộc sống này chính là một điều khác biệt. Dù đến với hai bàn tay trắng và ra đi cũng hoàn trả về không, nhưng chúng ta tự hào đã cống hiến hết mình cho đời. Vì trước khi trở thành dạng của nắm tro vô tri thì ít nhất chúng ta đã có thời gian cháy sáng giữa cuộc đời, mang lại nhiều giá trị tốt đẹp, sống một cách thật chỉnh chu và để sau cùng chính là không phải hổ thẹn về những điều mình đã từng trải. Trước hiên chùa, chiếc lá bồ đề rơi rụng vô tình bên thềm cửa Phật. Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu nhẹ xuyên qua khe cửa, làm ánh lên một góc hương trầm mờ ảo. Chợt nghĩ, thời gian vô hạn, còn đời người thì hữu hạn. Trong sự sinh, đã mang mầm hủy diệt. Nếu chúng ta hiểu được nguyên lý của sự vô thường này, thì ắt hẳn lòng sẽ nhẹ tênh giữa khói bụi phiền não nhân sinh. Và không phải sau này, khi chúng ta lìa xa cõi đời về với đất mẹ, trở thành nắm đất vô tri, nên chúng ta ra sức hưởng thụ, hoang phí thời gian của cuộc đời. Nguyên lý cân bằng chính là phương châm để giúp chúng ta hài hòa, không chỉ xây dựng cuộc đời, mà bên cạnh đó chúng ta còn thiết lập một đời sống tâm linh vô cùng phong phú. Để lỡ mai này, khi chào tạm biệt với người thương, gia đình, tài sản và danh vọng, thì bản thân cũng không phải nuối tiếc. Trong tác phẩm bài viết Cảm ơn đã nhắc tôi về vô thường của tác giả Nguyễn Linh Chi được viết như thế này, Mạnh Khang cũng xin được chia sẻ đến Hồng Trang cũng như là quý vị khán thính giả cùng nghe nhé. Hôm kia có lẽ là một ngày ngập trong nỗi thương đau với lớp tôi, bởi có một thành viên trong lớp đã vĩnh viễn rời khỏi trần thế này sau 4 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Khi nhận được tin báo từ lớp, tôi thấy rất bàng hoàng. Mặc dù từ trước đến nay tôi luôn nhắc mình phải giữ bình tĩnh trong mọi việc, tôi thấy mắt mình mờ đi khi đọc những con chữ trên màn hình điện thoại. Tôi thấy người khác mất, bỗng thấy lòng xót xa, cũng vì người đã mất mà nghĩ đến phiên ta. Tôi vẫn luôn đọc và viết các bài về vô thường trong triết lý của Đạo Phật rằng sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình của cuộc đời, ai rồi cũng phải trải qua. Nhưng tôi cũng chỉ là viết như vậy, giống như viết lại lý thuyết về môn học nào đó một cách sáo rỗng, để rồi đến khi vào thực hành mới thấy mình chẳng hiểu gì và thiếu sót quá nhiều thứ. Qua một đôi dòng tâm sự về bài viết Cảm ơn đã nhắc tôi về vô thường mà Mạnh Khang đã đọc, thì Hồng Trang thấy là không phải đợi đến khi già thì chúng ta mới thấy cuộc đời vốn là giả tạm, mà trong từng khoảnh khắc hiện tại của cuộc sống thì chúng ta phải luôn đối mặt với rất là nhiều sự thay đổi. Vì đời là vô thường, thân thể chúng ta rồi cũng sẽ biến hóa thành những nắm tro, thì gieo một chút yêu thương, một chút hy vọng đến với đời để sự có mặt của ta trở nên thật ý nghĩa. Chiếc lá vàng rồi bay về viễn xứ, cõi nhân gian vốn dĩ rất vô thường, thì thân này đã mang phận lữ thứ, có xá gì dấn bước chốn phong sương. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thời lượng của chương trình Thư viện Tâm hồn ngày hôm nay cũng không còn nhiều nữa. Mạnh Khang và Hồng Trang xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và cũng xin được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.